Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, hồi trưa mình đã làm một cái clip rồi, nói về nhà báo Quỳnh Hoa Bình này. Mình không gọi là Hoa Bình nha các bạn, mình gọi là Hoa Bình tại vì cô này đang hình như là muốn gợi cái màu khơi chiến cho cái chuyện câu chuyện mà gia tộc sóng gió lùm xùm nữa hơn nữa đó các bạn. Bẻ cong sự thật, và không biết cô này viết nhờ cái sự chỉ đạo của ai đó hay chính bản thân của cô ta. Và cái tựa đề của cô ta là trả lời cho những kẻ là phe của cô Hồng Loan cứ bám theo hỏi hoài cũng mấy chuyện, và tấn công cả luôn cả YouTuber, và nói YouTuber những người mà người ta thấy lý lẽ và người ta lấy lại cái công tâm cho Hồng Loan, thì người này cũng chửi luôn tất cả YouTuber như là những YouTuber bẩn bựa bẩn và làm những cái chuyện mà giống như là trời không dung đất không tha vậy. Hồi trưa thì mình đã, tại cô này có viết tất cả tới mười mấy đoạn là các bạn, thì hồi sau hồi rất là dài lắm. Phải nói là nếu mà không nhận được tiền những bút thì không thể nào ai mà có tâm tư viết dài như vậy. Và hồi trưa thì tôi cũng đã có phân tích từ 1 tới 3 thôi à, và mất hết cả 20-30 phút đồng hồ. Bây giờ chúng ta tiếp tục phân tích những gì cô ta nói nữa nha. Cô Hồng Phượng có phải là đứa cháu súc sinh? Đáng lẽ là phải chấm hỏi. Cô Hồng Phượng có phải là đứa cháu súc sinh hay không đó? Thay vì không có viết chữ hay không mà cô này viết tắt là cô Hồng Phượng có là đứa cháu súc sinh thì phải chấm hỏi, là mình đã là nhà báo rồi mà, mình phải biết cho nó rõ ràng. Cô Hồng Phượng có lòng tham muốn được những phần tài sản của cậu, muốn được ở nhà cậu, cái này là cái chắc rồi, cô cần khỏi nói. Nhưng cổ không là đứa cháu súc sinh, vậy là ai súc sinh trong đây? Ý của cô ta hàm chỉ là Hồng Loan à. Từ nhỏ tới lớn, có lỗi với ông Vũ Linh là bà Hồng Nhung, chứ cô Hồng Phượng chưa thấy làm gì cho ông Vũ Linh buồn. Vâng, những cái chuyện ngày xa xưa thì bà Hồng Nhung đã làm cho ông Vũ Linh buồn. Và làm chuyện gì, tại sao nhà báo Quỳnh Hoa Bình này không nói rõ luôn đi? Còn những cái chi tiết khác thì lại là môi móc như dạch lá tìm sâu, tìm những từ ngữ và những cái hành động nhỏ nhen của người này người kia, của Hồng Loan hay là của anh em YouTuber để nói lên. Tại sao những cái sai của bà Hồng Nhung không nói, như là mang nợ như thế nào để cho cố nghệ sĩ phải bán 1.000 lượng vàng 5 căn nhà, thì bà lại hình như quên lẫn đi cái câu chuyện này. Và hình như bà cũng coi nhẹ 1.000 lượng vàng và 5 căn nhà này, coi quá nhẹ luôn á. Ở với ông Vũ Linh, cổ có lấy lòng hay không, có giả tạo hay không, thì cổ và con gái cổ cũng ngoan ngoãn, ngọt ngào làm cho ông Vũ Linh vui. Đúng vậy, tại vì ăn nhờ ở đậu người ta thì phải lấy lòng người ta, và hơn nữa phải quay những clip video để kiếm tiền trên YouTube mà. Tôi thử hỏi cô, nếu mà cô ở nhà một người nào đó, không cần trả tiền điện, không cần trả tiền nước, tiền ăn, tiền uống, tiền xài, thì cô có lấy lòng người ta không? Hay là cô quạ quọ với người ta? Nói một câu thật là trơ trẽn. Và làm cho ổng thương, làm cuộc sống ổng ấm áp. Chưa biết rồi nha. Chưa biết có ấm áp hay không rồi nha. Tại vì cố nghệ sĩ đã cũng từng nói với người em họ tên là Sự. Tao cho hai mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng vô ở là một sự sai lầm lớn. Như vậy thì thử hỏi nhà báo Quỳnh Hoa Bình này có ấm áp không vậy hả cô? Lúc ông Vũ Linh bệnh, cổ có chăm sóc hay không thì không rõ, nhưng cổ không gây phiền, hòa thuận với cô Nga, người chăm sóc chính cho ông Vũ Linh để trong nhà được yên vui. Dĩ nhiên là cổ không có chăm sóc rồi. Và người chăm sóc là Kim Nga và Hồng Loan mà thôi. Cổ có hòa thuận với Kim Nga hay không
thì cô cũng không biết. Nhưng mà người ta biết Kim Nga và Hồng Loan rất hòa thuận từ trước đến giờ, mãi cho tới cái ngày mà gần 49 ngày tự nhiên cô Kim Nga đăng một status đòi đi thưa Hồng Loan. Và Hồng Loan cũng có hỏi: chị thưa em cái gì vậy chị Nga? Tại sao cô không nói như những câu chuyện đó? Hoặc là không dẫn chứng những cái lúc mà Hồng Loan nắm tay Kim Nga và mong muốn mong Nga ở lại đó, cũng như để thờ cúng cha mình, cùng ở căn nhà đó cho nó vui vẻ, hòa nhã với nhau. Nhưng mà tại vì Kim Nga phản chủ, Kim Nga đi theo bà phái Cền Cền, hay là Kim Nga đã bị bên kia nắm cán được cái gì đó. Tại vì sau khi xin lỗi quý vị, sau khi cố nghệ sĩ vào trong nhà thương thì chỉ có Kim Nga mới biết được mật mã mở cái két sắt, hoặc là có cái chìa khóa mở két sắt. Thì ở trong nhà chỉ có Kim Nga, Hồng Nhung và Hồng Phượng. Có lẽ Kim Nga đã làm cái gì đó mở két sắt, hay là tôi chỉ đoán thôi nha, làm cái gì đó mà để cho Hồng Nhung và Hồng Phượng bắt được và nắm cái cán. Cho nên Kim Nga phải phản cố nghệ sĩ và phản con của cố nghệ sĩ để đi theo Hồng Nhung và Hồng Phượng. Chúng ta đọc lại nha. Lúc ông Vũ Linh bệnh, cổ có chăm sóc hay không không rõ, nhưng cổ không gây phiền, hòa thuận với cô Nga, người chăm sóc chính cho ông Vũ Linh, để trong nhà luôn yên vui, đoàn kết. Ông Vũ Linh mất, cổ có không rõ ràng thuyết phục về tiền bạc phần nào, nhưng đám tang và phần mộ của ông Vũ Linh đã được cổ lo chu toàn, đẹp đẽ, chứ không phải như là cô Hồng Loan. Sai, sai, hoàn toàn sai với cái tư tưởng ấu trĩ như thế này. Hồng Loan không có được quyền gì hết. Ngay từ khi cố nghệ sĩ nằm xuống là họ đã âm mưu tính kế và muốn lấy tiền phúng điếu. Trong khi đó, Bình Tinh đã nói rồi, cái này để cho con lo cho cha. Nhưng mà Hồng Nhung nhất định không chịu phải là phúng điếu. Tại sao? Trong nhà lo được mà, Bình Tinh lo được, Vũ Lưng lo được. Hồng Loan thì có thể phụ giúp một chút ít, tại vì phải chăm sóc 5 đứa con, cuộc sống kinh tế mà. Còn mấy người này không lẽ không lo được một chút xíu nào sao? Hồng Phượng đi hát bao nhiêu năm rồi, nhờ sự nâng đỡ của cậu Năm Vũ Linh mới có được một chút xíu như bây giờ. Không lẽ không để dành được một chút xíu nào sao? Thì lúc đó mà tất cả đều đồng ý như là lời của Bình Tinh, không cần phúng điếu thì không có chuyện gì xảy ra hết. Và không cần ký bên BH, chỉ cần một bên của Vũ Linh quay phim là đủ rồi. Cô nên nhớ rằng Hồng Phượng chuyên môn là trảm trước rồi tấu sau không à. Bởi vì mới có cái sự nông nổi này. Cô có thấy cái hình ảnh mà cả nhà lên qua viên chỉ chỏ làm bia mộ cái này cái kia cái nọ, còn con gái ruột người ta thì chỉ đứng sau lưng, chỉ biết nhìn thôi. Còn mấy người kia thao túng người này làm cái này, người kia làm cái nọ. Có con gái người ta không ra cái gì hết. Nếu mà trong hoàn cảnh như cô, tôi nói thật sự, cái cô Quỳnh Qua Binh này, nhà báo này nè, mà nhà báo này hết làm rồi đây, nhà báo này về hưu rồi, chắc có lẽ là có những cái phết mà không được tốt đẹp, cho nên cũng đã bị báo pháp luật cho về giường. Nếu mà cô đi, đặt hoàn cảnh cô là của Hồng Loan đi, trong khi cha của cô chết, đáng lẽ tất cả những cái gì là cô phải là quyền quyết định, nhưng họ không cần hỏi ý kiến của cô. Người ta muốn mặc tình người ta làm sao người ta làm, người ta phúng điếu sao người ta phúng điếu, người ta quyên góp mở account, mở tài khoản sao người ta muốn làm, người ta không cho cô sang chân vào, cô có đồng ý hay không. Như vậy thì sóng gió từ đâu ra mà cô đổ lỗi cho Hồng Loan. Bắt đầu qua đoạn thứ 5, cô Hồng Loan có là đứa con bất hiếu với cá nhân tôi, cổ chính là như vậy. Vậy sao? Khi mà người ta phải quỳ lại bà Sáu Nhung để cho cha người ta về nhà, là đứa con bất hiếu đó hả? Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cố nghệ sĩ chỉ có Kim Nga và Hồng Loan. Ngay cả chính bản thân tôi
Tôi có nói, nhưng mà tôi không che giấu sự thật, tôi vẫn nói có Kim Nga trong đó. Tại vì sao? Hồng Loan phải chăm sóc 5 đứa con, gia đình kinh tế chứ không phải như cô. Thì chẳng hạn như cô chỉ có một đứa con, hai đứa con thôi, thì nó khỏe rồi. Còn đằng này người ta phải nuôi 5 đứa con. Những thời gian trước có thời gian đâu mà lên thăm cha, người ta chỉ ghé ngang thăm cha, hỏi thăm sức khỏe cha. Thường thường cha mẹ gặp con cái mà hỏi gì á, thường thường ngay cả bản thân tôi cũng vậy nữa, con cái hỏi mình có đau hay gì, mình cũng nói là không có, được rồi, ba khỏe lắm, mẹ khỏe lắm, đừng có lo, cứ đi về lo chăm sóc mấy đứa con đi, được rồi, ba khỏe, mẹ khỏe, thường thường là như vậy không á. Chứ cha mẹ không bao giờ để cho con cái lo lắng, trừ ra những người cha mẹ mà làm cha làm mẹ như cô vậy, thì mới nghĩ cái Hồng Loan như vậy. Phải quỳ lại cô mình để đem cha mình về, mà cô nói rằng một đứa con không có hiếu. Trong những ngày tháng cuối đời là ai chăm sóc bên cạnh cố nghệ sĩ? Chỉ có Hồng Loan thôi. Hồng Phượng đi đâu? Bắt đầu tính đến những cái chuyện mà quyên góp. Tại sao cái tiền điều trị ở trong bệnh viện mà Thanh Thanh Tâm gửi về, Hồng Phượng cũng không cho ai biết luôn. Lấy cái cớ gì? Đáng lẽ phải gửi về cho Hồng Loan chứ. Hồng Phượng lấy cái quyền gì mà xin quyên góp? Từ nhỏ cô đã sống ích kỷ, ngỗ nghịch, làm đau lòng cha. Tuyệt đường hy vọng vào tương lai con cái của cha. Cha đau bệnh, cô phó thác trách nhiệm chăm sóc cha và chính tay cha và tay khán giả thương mến cha. Cha trải qua những ngày đau đớn, dằn vặt, thương xác ở cửa sinh tử, cổ không thật sự quan tâm cha, để cha sống khổ sở dằn vặt trong điều kiện của người nghèo. Cái này là phải hỏi Sáu Nhung và Tiểu Linh đấy. Tại sao lúc đầu cũng nói là thương cậu, lúc đầu cũng nói là thương anh? Anh mình đã trả nợ cho mình bao nhiêu lâu nay rồi, bây giờ anh mình nằm trong bệnh viện, nằm chung với mọi người, chỉ cái máy quạt thôi, nóng chịu không nổi. Hồng Phượng nó có tiền mà, nó bỏ ra trước 60 triệu trong cái đám tang ấy. Tại sao 60 triệu không đưa cho cậu mình nằm trong cái phòng VIP để có máy lạnh, để được thoải mái? Trong khi đó trước đó cậu mình đã bỏ ra 10 cây vàng để làm PR lăng xê cho mình, để bước chân lên trong làng văn nghệ nghệ thuật. Ai ác với ai đây? Ai nhẫn tâm với ai đây? Nhà báo đừng có bẻ cong sự thật nữa. Chúng ta tiếp tục nha. Vậy nhưng khi cha vừa mất, cổ chẳng mấy chốc đã sang tên tài sản, mở tủ lấy tiền về lấy xe hơi của cha chạy tầm bậy tầm bạ. Cô ta đi sang tên vì đã nghe phong khoanh được bên kia là cô Sáu Nhung và Tiểu Linh cùng với Hồng Phượng muốn tranh giành tài sản. Tại cái ngày thứ 49 thì đã có cái chuyện mập mờ tiền bạc rồi. Và muốn nói rằng chắc cô cũng quên đi, sao không có nhận thức vậy? Sao không nhắc lại cái câu chuyện mà Hồng Nhung nói một câu: cô muốn con và Hồng Phượng đồng sở hữu. Cô có chịu đồng sở hữu với người ta như vậy không? Nếu mà cha của cô chết trong một ngày nào đó, rồi người cô hay người chú nào đó tự nhiên lại nhà và nói với cô rằng chú hay cô muốn con đồng sở hữu với là con của cô. Cô có đồng chịu, cô có chịu gì không? Gia tài của cha cô á, cô có chịu đồng sở hữu với người khác hay không? Mở tủ lấy tiền xài, nói tầm bậy tầm bạ, chiếc xe cũ đã bị hư. Hồng Loan mở cái kết sắt đó, có bé bùm bùm nữa. Đếm được 113 tờ giấy, 100 có nghĩa là 11.300 hả? Và lấy 5.900 đi sửa chiếc xe. Đi sửa chiếc xe chứ không phải là lấy tiền xài giống như cô nói. Nhà báo nói để cho người ta tin. Bởi có những nhà báo như thế này cho nên người ta nói mới nói rằng nhà báo nó láo ăn tiền. Chúng ta tiếp tục nha. Đám tang cha của cô không có tiềm lực, quan hệ, khả năng lo toan được gì, ngay cả đến ý tưởng làm bàn thờ cổ cũng không đóng góp được.
cổ giao phó người khác làm hết, không có giao phó mà người ta dành làm. Người ta dành làm chứ không phải là cổ không biết giao phó, người ta là con. Thí dụ đi, tôi nói hoài, thí dụ đi, cha của cô mất. Tất cả những người kia phải hỏi ý kiến của cô. Thí dụ người ta muốn làm, ta phải làm cái này ha được không con, làm cái này được không con. Phải hỏi ý kiến Hồng Loan, đằng này người ta làm trước, làm xong xuôi rồi mới nói. Hiểu chưa? Khi gần xong thì điều cổ làm cho cha cổ là biêu xấu gia đình, làm nhục gia đình, làm nhục thanh danh cha, phá cho tan nát gia đình, làm hại gia đình. Trời đất ơi, kể những cái tội gì đâu không à. Tôi không biết cái tội gì. Làm nhục gia đình, làm thanh danh quen ố, rồi phá nát gia, tan nát gia đình, làm hại gia đình. Chặn sinh kế gia đình. Ồ, chặn sinh kế nữa hả? Ủa, gia đình là ai? Cô đâu có chặn sinh kế anh em cha mẹ đâu. Cô nói là Hồng Phượng không được đi hát hả? Tại vì chính bản thân của Hồng Phượng lấp liếm những câu chuyện sao kê. Và những việc làm của Hồng Phượng đã bị 90 triệu dân người Việt Nam lên án, chứ không phải một hai người. Mở to chút xíu, suy nghĩ đi. Làm tuổi hổ vong linh của cha. Tổ làm tuổi hổ vong linh của người cha là ai vậy? Ai đã mở 11 cái tài khoản và nhận vô? Người này ăn 2-3 tỷ, người kia ăn mấy trăm ngàn, mấy trăm triệu, người nọ ăn mấy trăm triệu, người nọ ăn 1-2 tỷ. Cả tổng cộng lại, cái con số, cái thông tin được đưa ra là từ 10 tới 11 tỷ lần. Chứ không phải là 670 triệu phúng điếu đâu. Và Hồng Nhung chính là cái người mở cái tủ phúng điếu, cứ lấy đi lên trên lầu của Hồng Phượng cất giấu lại. Tại sao cô không viết những cái đoạn đó? Và Hồng Loan cũng có nói rằng, ủa sao cái tiền phúng điếu nó vơi đi? Thì Hồng Phượng nói, thì Hồng Nhung mới nói rằng là lấy đem trên lầu của Hồng Phượng đâu có mất mát gì đâu. Cô tin có mất mát hay không? Nó hỏi thật sự lòng của cô đi. Cô có tin có mất mát hay không? Khi mà bây giờ Hồng Phượng lòi ra nè, cái tiền mà hộ niệm là cũng trật lất nè, kê khai vô, nhưng mà người ta nói người ta không có lấy. Cái tiền ở khoa viên là cũng con số cũng trật nữa nè. Rồi 11 tài khoản đó, có kê khai rõ ràng gì đâu. Vậy thì ai làm tuổi hổ vong linh của cố nghệ sĩ suốt cả một cuộc đời gìn giữ? Ai vậy? Có phải là đám cần cờn hay không? Làm cha chết không được yên, gây sóng gió lần đầu. Cổ nói sợ cha buồn nhưng không hối cải, tiếp tục tấn công gia đình, làm nhục, làm hại gia đình. Cô ta không làm hại gia đình ai hết, cũng không có làm hại gia đình. Cô nói gia đình là gia đình nào? Khi mà Hồng Nhung, Hồng Phượng có coi con người ta là gia đình hay không? Có coi con người ta là bà con hay không? Tiền của cha của người ta, tài sản để lại còn muốn lấy nữa. Còn những cái tiền phúng điếu và tiền quyên góp ăn chặn trên xác chết như vậy thì là con người hay con gì nữa đây? Có phải là cần cờn hay không? Mà cô binh đi những con cần cờn, không lẽ cô lại là quả đen? Ai gây sóng gió? Nếu mà Hồng Loan và Vũ Luân không lên khoa viên và vạch trần cái bộ mặt của Hồng Phượng, Hồng Nhung và những sai trái ký kết hợp đồng với lại BH và ký với lại khoa viên, thì đâu có ai biết được những âm mưu tạo phản, những cái sự mà đau khổ dằn vặt của Hồng Loan trong lòng, phải chịu uất ức trong mấy chục ngày sau khi mà chôn cất cố nghệ sĩ đó. Bia mộ tự nhiên để cái bài thơ của bà Văn Tiên nọ ở bên đây, ở bên Mỹ. Đọc cái bài thơ đó chán ngấy, như là một đứa con nít lớp 4, lớp 5 làm thơ. Câu văn tự không có vần, không có khớp gì hết. Thơ lục bát mà trắc bằng cũng gieo cũng trật nữa. Vậy mà Hồng Nhung kêu để lên đi. Tại vì sao? Tại có ăn tiền của người ta rồi, cho nên mới để lên. Tại sao đề là khán giả đồng say mộ? Con cháu mới đúng chứ. Tại vì sao? Tại vì có những bàn tay nhám nhuốc, những bàn tay chàm đã đụng chạm đến tiền phúng điếu. Bây giờ mới để như vậy để phả lấp đi, để đánh đồng.
chúng ta tiếp tục cái phần này nữa các bạn ha. Mới có một hai phần thôi mà nó dài lê thê lắm các bạn ơi. Cô Kim Nga yêu thương ông Vũ Linh thật sự hay lợi dụng ổng? Yêu luôn á nha, yêu thầm luôn á nha. Không có tình thương, yêu thần tượng đặc biệt với ông Vũ Linh. Cho dù có đi làm gì tiền, cô Kim Nga cũng không thể nào chăm sóc ông Vũ Linh được tận tụy suốt hơn 10 năm như vậy. Tính ra cô Kim Nga thương yêu lo lắng cho ông Vũ Linh nhiều gấp bao nhiêu lần con gái em cháu lo cho ổng. Ủa, mướn cô xin gì làm gì vậy? Mướn quản lý gì làm gì vậy? Làm má hả? Hay là nấu ăn cho cổ ăn? Hay là quét nhà? Rồi cho cổ đi ra đi vô cho mát chân? Hay là làm rửa chén cho cổ sau khi cổ ăn xong? Người làm thì phải làm những cái chuyện đó chứ, cô làm cái gì để bây rửa bây giờ? Mà hơn nữa, ô xin cho Vũ Linh rất sướng nha, ở máy lạnh nha, ăn uống thật là món ngon vật lạ nha, ca hát nha, quen biết với nhiều người nha, được có một cái kênh YouTube nữa, kiếm tiền nữa, chứ không phải như những ô xin vất vả ở ngoài kia đâu. Tính ra cô Kim Nga thương yêu lo lắng cho ông Vũ Linh nhiều gấp bao nhiêu lần con gái em cháu lo cho ổng, chịu hết mọi tính xấu con người ai cũng có. Ý là nói là cố nghệ sĩ cũng có tính xấu này kia, bắt đầu cái bôi xấu người ta nữa nha. Chịu hết mọi tính xấu ở ổng. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận nha, đừng có nói tầm bậy với người đã khuất nha. Nhất là khi người ta đau bệnh, cái này bao nhiêu tiền mua cũng không được. Có tiền chưa chắc tìm người được như vậy. Người nhà thì nói Kim Nga không nhận tiền lương tháng. Người ngoài đặt câu hỏi cô Kim Nga không nhận tiền lương sao có tiền mua đất. Tóm lại là có nhận tiền lương hay kiếm được tiền từ việc làm trợ lý của nghệ sĩ Vũ Linh hay không. Thì hơn 10 năm qua cô Kim Nga cũng được ông Vũ Linh xem như là người nhà, đối đãi như người nhà. Cổ cũng coi ông Vũ Linh như là thân ruột thịt mà đối đãi. Vậy thì sau khi ông Vũ Linh mất, xảy ra chuyện tranh chấp nội bộ, cô Nga từ chỗ gia đình để cổ để tang lo thờ cúng cho ông Vũ Linh, bỗng dưng cô bị biến thành kẻ tội đồ. Tại vì những cái vật quý giá của cố nghệ sĩ mà cổ nói cổ không biết, Hồng Nhung cũng không biết. Rồi tự nhiên cổ đòi đi thưa con người ta. Người ta có nói động chạm gì đến cổ đâu, mà cổ đòi đi thưa con người ta. Ở nhà của chủ, ăn cơm của chủ, bây giờ lại đánh con chủ. Tôi tự hỏi nhà báo này có, thí dụ mà đặt hoàn cảnh như cô có chịu được không? Thì đừng có nói chi là Hồng Loan. Bị đuổi, bị miệt thị là ô sinh, là ở đợ, người ngoài thì không nói. Nếu cô Hồng Loan hành xử như vậy là vô ơn bạc nghĩa nha. Nếu nhớ ông Vũ Linh và cô Nga luôn đối đãi với nhau như người nhà. Những người này đối đãi với lại cố nghệ sĩ rất là thân tình, ngay cả Học Nhung và Hồng Phượng. Tại vì có một người bảo bọc, có một người bao che, có người lo cho mình đầy đủ. Tôi hỏi thật nhà báo này, nếu có một người mua một mảnh đất ở đâu đó cho cô, xây nhà cho cô có đối đãi tử tế với người ta không? Hay là cô sẽ hằn học với người ta khi mà người ta là người ơn của cô? Trong khi đó Hồng Nhung biết cha mình đã trả nợ cho cô mình, chú mình suốt cả một cuộc đời. Một người không bao giờ dai nợ mà đi trả nợ suốt đời cho mấy đứa em. Nhưng mà Hồng Loan có cái ganh tị không? Có lời nói với cha lời ngon tiếng ngọt xua đuổi cô với chú không? Không. Sau khi đám cưới rồi Hồng Loan vẫn dọn ra ở ngoài cùng với chồng. Còn những người này xin về ở nhà của cố nghệ sĩ để gù quên, để làm tình cha con ngựa của người ta sức mẻ, nhất là Kim Nga nữa. Sau khi cố nghệ sĩ đã ra đi rồi, đáng lẽ mình là phải phò Hồng Loan, phải giúp đỡ cho Hồng Loan. Nếu mà nói theo ngày xưa đó, tôi trung không thờ hai chúa, mới vừa chôn cất cố nghệ sĩ xong xuôi là đã chia phe phái với nhau, tưởng rằng úp sọt được Hồng Loan. Nhưng mà nhờ mạng xã hội và nhờ những người thân yêu trong gia đình đã giúp Hồng Loan một tay đứng vững trên cái cương vị là người chủ nhà
và sẽ đòi lại tất cả những gì mà các người đã lấy đi từ Hồng Loan. Và luôn cả nhà báo hai mặt này, sẽ có một ngày tôi nghĩ rằng tất cả các anh em YouTuber sẽ chiếu cố cô khi mà lên trên đây cô nói xấu, và cái kiểu mà người gian á thì cô cho là người ngay, còn người ngay thẳng chất phát thật thà như Hồng Loan á thì cô lại nói là một tội đồ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng với mình chia sẻ, và mình sẽ mới đây có 6 phần các bạn ơi, còn nhiều lắm. À, cũng giống như là mà mình nói với các bạn nó tới 18 phần lận. À, thì mình sẽ chia sẻ từ từ các bạn ha. Ừ. Vâng, thì mong các bạn sẽ để lại những lời bình luận. Nếu thông tin hữu ích thì cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều.